Kính thưa quý vị khán giả, và ngày hôm nay là đội của chúng tôi cũng như đội bạn có một cái khả năng tính toán và đếm số phi phàm. Cho nên luật chơi ban đầu ban tổ chức đưa ra là 30 giây, 45 giây và 60 giây. Tôi thấy điều đó nó quá khó đi. Cho nên chúng tôi quyết định là còn 15 giây, 30 giây và 45 giây. Tại vì mình là biệt đội ít xấu, mình là cơ bắp thôi mà không phải là tính toán. Hồi nãy mình chơi trước rồi, giờ tới bên này chơi trước. Bây giờ tất cả mọi người nha, nhổ nháo đi. Tất cả mọi người ở vòng 2 vòng này rất khó, cho nên là mình phải im lặng, mình không được quyền nói chuyện. Nói chuyện sẽ làm ảnh hưởng đối phương, mà đối phương không đếm được thì làm sao mình chính xác được. Hồi nãy kìa mình tính sai số là 5 hả anh? Đúng rồi, sai số gì vậy? Sai số là 4, đúng không? Vậy thì sáng tôi chọn đội này được. Ê, có một sự xin lỗi, xin xiển. Không không,